第五十六天 Ngày năm sáu. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Chắc chắn rồi. Đức, bạn khác rồi đúng không? Ý định, A tứa, ní khờ là bà. Y định A tứa ní khờ là bà. Ý định, A tứa, ní khờ là bà. Ý định, A tứa, ní khờ là bà. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Sau này còn nhờ bạn giúp đỡ nhiều. Ý hậu hãy chính mì tua tua băng trụ. Được, quyết định như vậy đi. Hảo, y yến quý tỉnh. Thật à? Trên mà mà. Giáo viên của hội quán tam thế. San shi hui quán de lão sư. Để mình gọi cho bạn đi. Wo da gei ni ba. Nếu bạn ở lại Việt Nam thời gian dài. Ru guo ni chang shi jian liu zai yue nan. Nhận được lời mời kết bạn chưa? Shou dao hao you shen qing le mei you? Thêm bạn xong rồi. Cha hào le. Lên WeChat nói chuyện nhiều chút đi. Duo shang weixin liao tian ba.